Lâu lâu quá mới gặp anh. Chào anh. Trời ơi, lâu quá. Tôi mới vừa nói trên Facebook xong thì có thấy có anh Cầm với anh Phượng lên nói về chuyện Michael Minh Phương Nguyễn. Tôi là người, tôi có nói rất là rõ trong cái Facebook á, tôi là người trong cuộc. Tôi là người thông báo cho ông ba của anh em Phương. Tôi biết Phương từ hồi Phương còn nhỏ chút xíu à, chứ chưa có đi học đại học nữa, và học ở tại Đại học Houston. Thì hồi nãy là anh Phượng nói rất là rõ rằng thời gian mà Phương ở tại thành phố Houston thì là có quen biết với là Hoàng Duy Hùng, cùng tại vì Hoàng Duy Hùng cũng học ở trong Đại học Houston mà ra. Vì vậy nên anh em với nhau trong lứa tuổi thì quen biết nhau và sinh hoạt với nhau. Cái điều mà quan trọng là tôi rất là buồn là khi mà bữa hôm nay là Nguyễn Minh Phương họp báo, mà trong khi đó là điều rất là rõ ràng rằng là khi mà Nguyễn Minh Phương bước lên máy bay thì là đã có sự dặn dò rất là rõ ràng của Bộ Ngoại giao. Tôi xác định đây là Bộ Ngoại giao. Vì thế là khi Nguyễn Minh Phương đi về đây là Nguyễn Minh Phương không hề liên lạc với ai cả. Và chính Hoàng Duy Hùng, tôi nói trên làn sóng này đương nhiên là chắc chắn là Hoàng Duy Hùng phải nghe được. Và chính Hoàng Duy Hùng nói rằng là ông Đức Đầu Bạc là nó phét. Nếu mà Nguyễn Minh Phương mà được đi về bên Mỹ á, thì là Bộ An ninh đã cho gọi là Hoàng Duy Hùng biết rồi. Thì làm gì có chuyện là Hoàng Duy Hùng nói rằng là không có bao giờ mà ông Phương mà lặng lẽ đi vô, không có một cái đài nào hết, không có một cơ quan truyền thông nào nói về cái đó hết. Lý do rất là rõ ràng rằng đây, tại vì đây là một cái việc làm mà tôi xác nhận rằng, đây tôi xác nhận với tất cả quý vị và tất cả những nhân chứng còn đây, ok, là khi tôi nói chuyện với là đại sứ Việt Nam, tức là đại sứ Hà Kim Ngọc, khi ông đang thảo luận về vấn đề trao trả những người mà đang ở tù tại Hoa Kỳ bị trục xuất về Việt Nam thì Việt Nam phải nhận như thế nào, thì cái điều đó là cái điều mà rất là rõ ràng, là cái điều đó là ai cũng biết cả. Và cái chuyện mà thương thảo đó đó là có xảy ra ở tại gọi là Hoa Thịnh Đốn, tức tại Washington DC, và sau đó thì có cái vấn đề là nhân quyền thì có rất là nhiều người đã nhắc tới và họp ở tại Quốc hội Hoa Kỳ, thì có một số dân biểu như là ngày hôm nay mà Nguyễn Minh Phương đề cập tới đó, có mấy ông dân biểu lên đó đó, thì quý vị biết là mấy ông dân biểu đó thì đối với cộng đồng người Việt Nam thì đâu có thực thành vấn đề như thế nào. Nó đâu phải là những cái người mà giống như là bà Loretta Sanchez, bà quan tâm tới gọi là tình hình Việt Nam, hiểu không? Những người đó là những cái người hoàn toàn là không có dính dấp gì hết đó. Ngay cả, tôi phải nói đây nè, một cái chuyện nhỏ nè, trong thành phố Houston là có ông Al Green, mà ông Al Green là một cái người là dân biểu liên bang, một rạng rất là thân với là cái ông dân biểu Việt Nam là ông Hưu Vô Võ tại thành phố Houston nè. Mà có thấy ông Hưu Võ nói câu nào đâu, đúng không? Mà ngày xưa là anh Nguyễn Minh Phương là ở tại thành phố Houston. Vì như vậy nên tôi nói thẳng rằng đó là cái sự tranh đấu đó là tại vì đó là vợ của Nguyễn Minh Phương và ông em rể có liên lạc với một cái người dân biểu tại địa phương, thì cái bà đó bà có liên lạc và bà đã dìu dắt và bà đã đưa cái việc của Nguyễn Phương Phương ra quốc hội. Điều đó tôi xác nhận là có. Nhưng nói xin lỗi rằng đó là mời ông dân biểu mà ra quốc hội đó đó mà nói chuyện tranh đấu á, thì xin lỗi nha, tôi phải nói là xin lỗi rằng á, là có tuyệt thật bây giờ đi nữa đó, ngày đêm bây giờ nó cũng không ai trả ông Nguyễn Minh Phương về. Tại vì cái điều mà Nguyễn Minh Phương không phải là vấn đề để trao đổi. Vì như thế những cái chuyện mà ngay bây giờ tôi rất là buồn, tại vì Nguyễn Minh Phương là một người em út, là con của anh Nguyễn Văn Nam, mà anh Nguyễn Văn Nam là một người anh em kết nghĩa với tôi là người thông báo.
cho anh Nguyễn Văn Nam biết là Nguyễn Minh Phương sẽ về, và anh Nam sau đó anh, lúc đầu tiên anh Nam còn không tin nữa, và sau đó anh Nam với là được nhận được cú điện thoại khi mà Nguyễn Minh Phương qua tới Đại Hàng kêu về báo cho biết là Nguyễn Minh Phương sẽ về gọi là Los Angeles. Thì khi về Los Angeles thì với là tin rằng là Nguyễn Minh Phương đã được thả, và chính ông Nguyễn Minh Phương nói bữa nay rằng là ông còn không biết nữa, ông không biết ông được thả nữa, và ông được đưa lên tôi hỏi rằng một cái người đang ở tù, thấy không, đùng đùng một cái là được lên máy bay đi ra khỏi nước Việt Nam, thấy không, ai mua giấy máy bay đó, giống như anh Phượng nói đó. Nếu mà bây giờ ở tù, bây giờ mình có nói một cái chuyện bình thường, ở tù sau khi mãn hạn tù, thấy không, rồi được thả trục xuất ra khỏi thì mình phải mua vé máy bay để đi về, chứ không có ai mà mua vé máy bay dùng cho mình đâu, thấy không. Những người mà quý vị là những người mà hát ô là gì đó, mình cũng phải mua vé máy bay mới ra, chứ đâu có cái chuyện rằng đó là mà biểu rằng đó là chính phủ mua cho mình, cho mình cái chỗ ghế ngồi trên máy bay để được đi ra khỏi nước Việt Nam. Vì vậy nên tôi nói đây, tôi nói thẳng thắn là Nguyễn Minh Phương đã ăn cháo đã bát, ok, dạ, và dạ. Có một câu nói nào hết cảm ơn đến cho ông Tổng thống Donald Trump, mà chính rằng ông Tổng thống Donald Trump đã viết anh Cầm, tôi xác nhận điều này với anh Cầm, chính ông Tổng thống Donald Trump đã viết mấy câu, ok, để mà Bộ Ngoại giao có thể gọi là liên lạc với là bên chính phủ Việt Nam trong cái vấn đề mà trao trả Nguyễn Minh Phương, và họ đã có một chuyện thương thảo, tôi nói đây là một chuyện thương thảo đàng hoàng, ok, chứ không phải là cái chuyện khơi khơi vậy. Một cái người bây giờ mình nghĩ đi, đã giữ Nguyễn Minh Phương mà tới giờ này có một điều rằng á, tôi chưa thấy Nguyễn Minh Phương nói, cũng như tất cả mọi người nói, đó là Nguyễn Minh Phương vào Việt Nam để làm gì? Nguyễn Minh Phương vào đó để đi du lịch. Để làm gì để bị bắt? Để làm gì? Tôi hỏi anh đó, anh đã từng đi về Việt Nam, tôi đã từng đi về Việt Nam, ok? Thấy không? Không có ai mà tự nhiên đùng đùng một thằng nhỏ, đối với Nguyễn Minh Phương đâu là cái gì đâu, năm nay 55 tuổi gì đó, đâu? Ở trong túi thì chỉ có 1,200 đô la. Mà tôi còn biết rằng 1,200 đô la đó tiền ở đâu nữa. Tôi xác nhận cho là anh Cầm và tất cả khán thính giả nghe được cái này. Tôi biết là 1,200 đô la, 1,000 đồng từ ai đưa ra và 200 đô la đó ai đưa ra. Chia sẻ đi mọi người, chia sẻ đi mọi người, hấp dẫn rồi. Vì vậy nên là Nguyễn Minh Phương bữa nay tuyên bố hoàn toàn là tào lao. Tôi nói thẳng hoàn toàn là tào lao. Đương nhiên là có sự xúi dục, có người xúi dục Nguyễn Minh Phương, tôi không nghĩ là Nguyễn Minh Phương, chắc chắn là Nguyễn Minh Phương không muốn nói điều đó. Nhưng mà đây là một cái người đã viết sẵn ra và Nguyễn Minh Phương đứng đó mà đọc. Tôi thấy rõ ràng là Nguyễn Minh Phương đã đứng đó mà đọc những cái câu đó. Tức là có thể là người em rể, có thể một người nào đó đã thảo hết tất cả cái chuyện đó và Nguyễn Minh Phương đã đọc. Nhưng không hề nói, Nguyễn Minh Phương không thể nói, ok, giống như là anh Phượng hồi nãy có trình bày. Ít ra bây giờ mình cũng phải có một cái tiếng nói đối với cái người người ta thả mình ra. Bởi vì mình có lỗi mà. Hoàn toàn vấn đề nhân đạo, đúng không anh Cầm? Đúng rồi, đúng rồi. Thấy không? Mình lãnh một cái bản án tù 12 năm, mà bây giờ mình ở 2 năm 8 tháng, mình đi ra. Thấy không? Mình được ân xá đi, mình được đi ra. Thì ít ra bây giờ đó mình cũng phải có một cái tiếng nói đối với nhà nước. Thấy không? Chứ không phải là mình... Bây giờ cái chuyện tôi không cần biết là lỗi phải, đúng sai hay là cái gì hết, anh Cầm. Ok? Đó là nhưng... cái nguyên tắc cơ bản của một con người. Có nghĩa đúng. Là đúng rồi, anh cho tôi ăn tôi cảm ơn, anh nuôi tôi cũng cảm ơn, anh làm lỗi là anh phải xin lỗi. Đó là quy tắc cơ bản của một con người. Bây giờ tôi nói thiệt cho anh nghe, anh đi vô trong đó anh mà tù, cái kiểu mà tù của Nguyễn Văn Phương có phải là tù chính trị không? Đúng rồi. Anh thấy là tù chính trị ở bất cứ quốc gia nào, tôi không nói là Việt Nam, đều có cái chuyện là tra tấn, thấy không? Tại vì cái đó là tù chính trị, thấy không? Là họ tra tấn anh, họ rồi hỏi, rồi phải anh bắt anh kê khai, thấy không? Nguyễn Minh Phương có bị tra tấn hay không? Bảo đảm Nguyễn là không. Nguyễn Minh Phương, anh thấy là Nguyễn Minh Phương ngày trước đi, trước ngày đi và ngày bây giờ bữa hôm nay đi ra đứng trước mặt tất cả mọi người đó. Vì Nguyễn Minh Phương, hình ảnh Nguyễn Minh Phương đó có bị gầy gò, có bị thương tích gì không? Thấy không? Tôi xin lỗi là nếu Nguyễn Minh Phương bị cơ
tương thích thì chắc chắn là mấy ông dân biểu, mấy bà dân biểu đó đã nêu điều đó ra rồi. Thấy không? Vì vậy nên tôi cảm thấy rằng đây là một điều mà không đúng, hoàn toàn không đúng. Vì vậy nên tôi phải có tiếng nói. Vì không? Còn cái chuyện mà tôi nói thẳng với là, tôi nói thẳng với là tất cả quý vị rằng, ok, cái điều mà Nguyễn Minh Phương ngày hôm nay nói, tôi hoàn toàn bất mãn, tôi rất là bất mãn. Đúng rồi, chính vì tôi bất mãn cho nên tôi mới làm cái like này nè. Có nghĩa là chính người chính đấy. Tôi đồng ý, tôi đó là lý do mà khi mà tôi đang viết ở trên Facebook thì tôi thấy là có anh cầm lên, vì vậy là tôi lên. Tôi muốn nói vài lời để ít ra rằng bây giờ đi nữa chúng ta là cái những cái người và là hiểu. Mình phải nói là đây là chúng ta là những người hiểu chuyện, chúng ta là người người biết sống và chúng ta có cái kinh nghiệm sống ở ngoài đời và chúng ta phải thẳng thắn. Mình không cần nói về vấn đề ý thức hệ, mình không cần nói về quốc gia cộng sản, mình không cần nói gì hết. Cho nói trên cái tình người thôi anh Cầm. Ok? Chính xác. Người ta đối xử cho mình, người ta cho mình ăn một miếng cơm. Phải không? Thì mình cũng phải biết là cái miếng cơm đó từ đâu đến và mình cũng phải có một cái lời nói cho nó công đạo. Vì vậy nên cái điều mà ngày hôm nay á, là tôi cảm thấy là rất là buồn. Phải nói là rất là buồn anh Cầm. Đúng rồi. Đúng rồi. Mà để mà phải nói lên một cái điều, mình nói đây là phải nói một cái điều mà thằng em của mình nó nói hoàn toàn tôi thấy cảm thấy là mình nhìn vào trong cái gương mình thêm thấy là mình nhục nhã, thấy không? Đối với tôi là cha chú nó, ok, tôi là với là ba của Nguyễn Minh Phương á, là anh em kết nghĩa, ok. Thì anh có thấy là ở trên YouTube là có lời của tôi lúc mà tôi nói chuyện với là ba khi mà Nguyễn Phương đáp máy bay về tới Los Angeles. Đó. Vì như vậy nên cái điều đó và tôi trong bao nhiêu năm trời, ok, lúc mà Phương bị cầm tù thì anh Nguyễn Văn Nam lúc nào cũng nhắc tôi là Đức à, có làm được cái gì á, giúp được cái gì á cho ông Phương nó ra đó thì anh rất là cảm ơn. Vì vậy nên cái điều đó bây giờ nó được ra rồi. Nó ra khỏi rồi đây, nó đến đây xứ tự do rồi, nó muốn nói gì nó nói. Cái điều đó mình cảm thấy xấu hổ quá anh Cầm ơi. Ok, biết sao được giờ, đó là con người, cái bản chất con người như vậy thì sao mình làm biết nói sẽ được. Mình chỉ lên án những cái mà nó tráo trở và nó không biết nó không tráo trở và nó không nói lên sự thật và nó vu cáo những người ở Việt Nam hành hạ nó, là xúc đại khái nói chung rồi nói xấu Việt Nam. Thì mình cảm thấy mình, bởi vì theo tất cả mọi người hiểu và những gì tôi cũng đã từng về Việt Nam, tôi hiểu rồi cái sách lược Việt Nam là cái tù Việt Nam không bao giờ họ hành hạ và đánh đập gì cả. Có nghĩa là họ dùng những vấn đề coi như là khai thác một cách khác, không bây giờ mà cái chuyện đánh đập trong đó, nhất là vấn đề chính trị nó còn từ xưa tới giờ là vậy. Nhưng mà mình cảm thấy thằng này nó tráo trở, chưa hề, giống như anh nói, chưa hề cảm ơn cái người mà cái người nuôi nấng á, giống như anh Phượng nãy nói, có nghĩa là ai đưa cơm cho nó ăn đó, rồi ai mua vé máy bay cho nó đi về đó, khổ vậy thôi. Mình hai cái đó. Tôi nếu Nguyễn Minh Phương là một cái người gọi là có sự suy nghĩ, tôi nói đây là có sự suy nghĩ, không có sự xúi dục, không có sự mua chuộc, thì phải hiểu rằng phải cảm ơn nhà nước Việt Nam đã thả mình ra. Cái điểm thứ hai là phải cảm ơn ông Tổng thống Donald Trump. Khi không có một cái ông nào, không có một ông dân biểu, không có một ông gọi là đại sứ nào mà có quyền, ok, nếu ông Donald Trump không ok, không bao giờ có cái chuyện đó. Tôi dám nói anh cái điều đó. Ok, tôi ở tại đây, tôi đã nói với anh rằng tôi ở tại đây, tại nước Mỹ này, ok, từ năm 1972 tới giờ này, anh thấy không, là trải trời của tôi ở tại Hoa Kỳ này biết bao nhiêu năm rồi. Chứ bây giờ lúc nào mà một cái người tù mà ở một quốc gia khác mà trở về bên Mỹ cũng đều do ông Tổng thống, ok, ra lệnh cho bên dưới, từ Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng hoặc bất cứ cái nào để mà điều đình. Anh thấy là những cái xác thôi, những cái xác của những người mà Mỹ mất tích trong trận chiến Việt Nam tới bây giờ vẫn còn tìm kiếm này. Mà không phải, cũng phải do chính phủ để điều đình. Chứ không bao giờ tự nhiên nào mà không có tự nhiên nữa.
ông không có, ông tự nhiên ông Việt Nam nào mà ông lại đi ra ông cầm, ông nói đây là cái xương tôi kiếm được tôi đưa lại cho ông đâu, không có, không có chuyện đó. Tôi dám nói như vậy, ok, từ năm 1985 cho tới giờ này, ok, trong chương trình MIA, ok, tìm kiếm những cái xác, những cái gọi là tù binh, ok, những người mất tích ở tại Việt Nam, phải không? Từ những cái người mà, cái người đầu tiên đại diện, tôi nói với anh Cầm á, là cái người, cái ông đại diện đầu tiên, ok, qua tại Việt Nam. Ông là một người bạn, tôi quen biết ông tại Hà Nội. Gặp ông gỡ tại Hà Nội và đến giờ này ông đã gọi là retire rồi, ông đã trở về Mỹ, ông sống một cuộc đời gọi là ẩn dật. Ông lúc nào cũng phải có sự thương thuyết, không có bao giờ. Trong tất cả anh biết rằng là đối với Hoa Kỳ là một quốc gia, họ hầu như là họ can thiệp vào rất là nhiều vấn đề chính trị của rất là nhiều quốc gia, và Hoa Kỳ lúc nào cũng là thương thuyết. Từ đầu tới cuối, chính phủ nào, chứ không phải là riêng ông chính phủ Donald Trump, bất cứ chính phủ nào cũng là phải thương thuyết. Nếu chúng ta mà có một người tù, hay là chúng ta có những biến chuyển nào đó mà xảy ra, ok, ở trên bình diện quốc tế, thì chính phủ phải là cái người đứng ra để thương thuyết. Vì vậy nên tôi thấy là không biết là Nguyễn Minh Phương nghĩ như thế nào, ok, Nguyễn Minh Phương nghe lời ai, xúi dục như thế nào để mà phải ngày nay ra nói một cái câu như vậy, rất là phản chất, ok, rất là mình nói cái chữ mà phản tôi đã dùng phải, nó ăn cháo đá bát hoàn toàn. Tôi rất là buồn đó anh Cầm, để mà phải gọi là nói lên một cái điều mà nhiều khi mình không muốn nói, có những điều đó anh Cầm tôi không muốn nói ra, và phải lên đây mà phải trình bày cái điều này. Tôi tính là ngày mai là làm cái YouTube. Nhưng mà thôi, bữa nay sẵn ở trên làn sóng của anh Cầm thì tôi trình bày luôn, phải không? Trình bày, nói lên những cái nỗi niềm của mình. Đúng rồi. Ok, đúng rồi. Mình không thể chấp nhận được, tôi không thể nào chấp nhận được một cái điều mà một cái người em của mình, một cái người như vậy mà làm như vậy thì quá như là buồn. Và phải nói rằng quá buồn. Cần để sao? Mà mình ở đây, mình sống ở tại đây. Bây giờ tôi chỉ nói anh điều này, một cái điều thôi. Mình sống ở tại Hoa Kỳ này, ok, mình cũng phải nghĩ rằng mình đang ăn cơm của ai đây nè, ok, mình đang có một sự sống ở tại đây, mình có một cơ hội. Tất cả mọi người, mình phải hiểu rằng là mình đến Hoa Kỳ này, tất cả quý vị có đồng ý rằng khi mình đến Hoa Kỳ có phải là mình có cái cơ hội không? Nước Hoa Kỳ này là một nước mà có cho chúng ta những cơ hội, ok. Có thể một người vô danh, không có tên tuổi gì, không có gốc gác gì hết, ngày mai giờ vì một cái điều kiện nào đó mà phát triển được, thì là cái người đó sẽ trở thành một người giàu có, trở thành một người thành công. Không cần thiết là họ có gốc gác gia đình, họ có cái gì hết, họ đều có điều kiện để mà phát triển ở tại nước Hoa Kỳ. Vì vậy tôi thấy là đây là một cái đất nước mà họ có rất là nhiều tiềm năng và có nhiều cơ hội để chúng ta phát triển. Mình ở đây mình có cái điều kiện như vậy, mình biết cảm ơn, ok. Rồi mình đã như vậy rồi, họ giúp đỡ cho mình bị một cái chuyện trong lao tù. Không có chuyện mà Nguyễn Minh Phương, xin lỗi Nguyễn Minh Phương không có làm gì hết, tự nhiên công an tới còng đầu rồi bắt nhốt, rồi nhốt cái đó gọi là 11 tháng rồi sao, 11 tháng nó bắt bỏ tù 12 năm. Làm gì có cái chuyện đó. Chính xác. Tôi chưa muốn nói cái chuyện ra, tại vì tôi biết cái điều đó 100%, nhưng mà tôi chưa muốn nói ra. Tôi để cho Nguyễn Minh Phương suy nghĩ thử coi, Nguyễn Minh Phương suy nghĩ đi. Ok, Nguyễn Minh Phương suy nghĩ đi, rồi nếu Nguyễn Minh Phương mà tuyên bố là Nguyễn Minh Phương vô trong Việt Nam làm cái gì, tôi sẽ lên nói lên cái điều đó. Coi Nguyễn Minh Phương có thể đối chất được với tôi hay không. Chứ còn đừng có nói rằng là Cộng sản là nhà nước Việt Nam như thế nào đó. Ok, mình trước nhất mình phải suy xét cái việc làm của mình, đúng không anh Cầm? Đúng rồi. Vì cái nghĩa là phải mình, cái là mình phải coi mình làm một cái gì đó như thế nào đó, chứ mình biết bây giờ cái chuyện đó đơn nó ràng ràng cái đó mà đi ra tòa xử chứng cớ rõ ràng, các tài liệu đầy đủ chứ tội mà nãy giờ nghe anh Phượng với anh nói là hầu như đã nó là họp báo, nó không bao giờ nói cậu đó ra, tại lý do tại làm sao nó bị cái án, tao không nói. Đấy. Nhà nước điên. Nhà nước điên vì vậy nên tự động bắt nó. Đâu có nhà nước đâu mà kỳ cục.
Thì rồi, rồi em cảm ơn anh rất là nhiều. Bữa nay anh lên anh nói anh phân tích cái vụ đó em rất là, và em cũng đồng quan điểm với anh, có nghĩa là thằng này là cái thằng ăn cháo đá bát chính xác 100%. Bởi vì tôi bức xúc cái vụ đó bởi vì tôi mở cái like này, nhưng mà anh nói như vậy thì tôi thỏa mãn rồi, tôi cũng không nói gì thêm cả. Bởi vì tôi nói với anh Cầm á là tôi sẵn sàng đấu chất, ok, yeah, tôi sẵn sàng đấu chất với tất cả những cái việc mà mình nói là cái bề trái, ok, yeah, đương nhiên là mọi việc đều có cái bề mặt và bề trái, ok, của câu chuyện, và tôi sẵn sàng đối chất với cái bề trái, ok, và đối chất luôn với mấy ông dân biểu, mấy ông dân biểu gọi là dân biểu liên bang là gì đó, ok, là mấy ông tranh đấu sao đâu mới nói tôi nghe coi, thấy không? Mấy ông nếu vậy mấy ông hay quá vậy, mấy ông chỉ viết mấy cái lá thơ đó, rồi xong rồi bên nhà nước Việt Nam sợ quá, thấy không, sợ quá sẽ thả ra hết. Ok. Làm gì có chuyện, làm gì có chuyện đó. Ok. Nói chuyện và thí dụ như là tôi nói thật á, nếu bây giờ mà Nguyễn Minh Phương không làm cái gì hết, ok, thì Nguyễn Minh Phương có thể lãnh bản án tù 7 năm. Ok, lãnh bản án tù 3 năm, lãnh bản án tù 5 năm. Thấy không? Tại sao 12 năm? Thấy không? Người ta phải có bằng chứng nào đó, người ta phải có chứng pháp nào đó. Người ta phải có cái điều gì đó chứ. Thấy không? Mình phải nói, mình phải, đây cái điều quan trọng đó anh Cầm, là mình nói phải có người nghe, anh Cầm đồng ý không? Đồng ý. Chứ mình nói mà tất cả mọi người nghe không vô được, nghe không có lý, nghe không có thể lọt lỗ tai. Tôi nói thẳng thắn với anh Cầm rằng điều này nói không lọt lỗ tai. Chính xác. Nghe không? Dạ. Và mình phải nói cho người ta hiểu chứ được. Chứ còn mình nói như vậy á thì tự nhiên cái việc làm của mình nó có chính nghĩa, tự nhiên cái nó thành ra không còn chính nghĩa nữa, anh thấy không? Vô nghĩa, đúng rồi. Anh đồng ý không anh Cầm? Đúng, chính xác. Cái điều này là hoàn toàn rằng là không còn gọi là có chính nghĩa, nó đang là một cái người có hoàn toàn chính nghĩa. Khi mà Nguyễn Minh Phương về đây là một điều rất là tốt đẹp. Đó là một thắng lợi, tôi nói thẳng với anh, đó là một thắng lợi đối với là Hoa Kỳ, đất nước Hoa Kỳ, cho cái việc tranh đấu để cho một công dân Hoa Kỳ trở về lại nguyên quán, trở lại Hoa Kỳ. Đó là một cái điều thắng lợi. Nhưng mà vì cái thắng lợi đó mà anh tuyên bố tầm bậy á, thì á, cái câu tiếng Việt Nam mình rất là hay, nó có một cái câu rất là hay đó là anh Cầm, là cái của cho không bằng cách cho. Anh đồng ý không? Đồng ý. Đó. Cái điều này là hoàn toàn nó làm hủy hoại đi. Và bây giờ lần sau đó mà biểu rằng á, nhà nước à, Mỹ á, Bộ Ngoại giao Mỹ mà có thương thuyết á, người ta sợ cháy mồ luôn. Đó, người ta sợ, người ta rất là sợ. Tại vì những cái thương thuyết xong rồi anh đi về đây nói tầm bậy như vậy đó. Đó. Hoàn toàn. Rồi. Thì cũng chia sẻ với anh một cái điều này, tất cả mọi người ở dưới này cũng đã, cũng người trong nước cũng ngoài nước, cũng có nhiều người Việt Kiều ở Mỹ đây, thì cũng thấy cái lời của anh Đức nói đó, có nghĩa là ở đây nó có một cái sự mà vừa tráo trở đó, không thể chấp nhận được. Và anh Đức đã lên tiếng, cũng giống như tôi đã lên tiếng, tôi rất là lừa bực bội, nhưng mà tôi lên tiếng bây giờ anh Đức đã lên nói hết rồi, thì cái chuyện này tôi cũng thấy là không cần phải nói lại. Ok. Rồi, hôm nay tôi rất là cảm ơn anh Đức lên diễn đàn của tôi mà để chia sẻ cái nguồn tin, bởi vì tôi không biết nhiều về thông tin này. Ở bên này xa quá, xứ lạnh nữa, chắc tôi không hoàn toàn không biết. Nhưng mà không sao, anh không biết nhưng mà anh biết tôi là được rồi. Chủ tịch khi nào anh không, chủ tịch thôi anh, anh không biết, anh không biết đó thì nó còn nhỏ. Bây giờ anh không biết đúng không? Ok, nhưng mà anh biết Đức Đầu Bạc là được rồi. Đức Đầu Bạc kể cho anh nghe. Rồi, cái gì, okay, cái, okay. Gì mà, cái gì mà anh không biết thì Đức Đầu Bạc nói giùm cho anh nghe. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, rất rồi. Rồi. Ông có cao anh. Rồi. Rồi. Chúc anh buổi tối vui vẻ nghe. Rồi. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Rồi.